cái hành nè mọi người. It's a green onion. Cái artiso nè, cái cây này hả, mình tưởng nó chết mà nó không chết nè. Còn cái cây này mọi người thu hoạch được rồi, mình chưa thu hoạch nè. Cái artiso nè. Artichoke. Good fire. Chứ mình ngâm nước cho nó làm sao.